Các bạn phải hiểu là thế này này. Nói như này nôm na để các bạn hiểu là như này nhá. Có những cái người ấy, cái chuyên môn người ta rất giỏi, nhưng mà người ta ấy cứ mở ra cái công ty nào là cái công ty đó nó sập, hay là người ta mở kinh doanh, mở cái cửa hàng, hay là người ta làm một cái gì là người ta không phát triển được. Nhưng mà người ta lại cứ đi đi làm thuê, đi làm công ăn lương, thì lại ok. Nghĩa là cái gì nó có sẵn mà người ta làm, người ta là những người mà người ta đóng góp công sức thế này thế kia, người ta trợ giúp người ta thế này thế nọ thì lại thành công. Nhưng mà còn để người ta làm chủ, người ta không thể thành công được. Có những người chỉ làm lính được thôi, có những người chỉ làm nhân viên được thôi, có những cái người thì lại chỉ làm lãnh đạo được thôi. Nó đều là những cái tố chất. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nói là thế này này, cái chuyện mà lính hay lãnh đạo hay là nhân viên hay là giám đốc hay là thế này thế kia ấy, nó là cái tố chất, nó đều rất cần nhau. Mà chưa thể nói được cái người nào là sướng hơn người nào đâu nhé. Về cái độ sướng chưa thể nói. Có khi có những cái người người ta làm nhân viên người ta sướng, cái người mà làm chủ ấy, nhiều khi đau đầu, nhiều khi có khi lại căng thẳng, nhiều khi cái tuổi thọ lại không không cao đâu. Các bạn nhớ ấy. Thế đâm ra là để mà nói được cái chuyện mà sướng hay là không sướng hay như nào, nó phải tùy, đúng không? Các bạn nhớ đấy, làm tướng mà không có quân thì tướng với ai, mà làm quân mà không có tướng thì cũng biết đường nào mà đi, chẳng hạn là như vậy. Đều là phải dựa dẫm vào nhau, đều phải nương tựa vào nhau. Mình nói nhiều người có tài lắm, nhiều người thông minh lắm, nhiều người thế này thế kia, được việc lắm. Nhưng mà gặp một cái áp lực gì đó, gặp một cái trở ngại gì đó, thế này thế kia ấy, họ như cái kiểu là mất hết cái hồn, cái vía của họ, nó bay mất đi đâu ấy, cái ý chí nó đi đâu ấy. Ngã một cái là không đứng dậy được, bị rớp, ngã cái là thôi, ngã là ngã luôn, nằm là nằm luôn, mất hết ý chí, mất hết cái khí phách, cái hồn của họ coi như là mất. Có nhiều người như vậy đấy, bạn nhớ đấy. Thế nên ở đời bạn cứ thấy là thế này này, có những cái người mà kiểu như là người ta đổ vỡ trong cái chuyện hôn nhân, hay là đổ vỡ trong cái chuyện mà kiểu như là tình cảm, tình yêu thế này thế kia ấy. Rồi là người ta mất cái niềm tin, mất cái niềm tin vào cái người phụ nữ, thì mất niềm tin vào cái người đàn ông, còn đàn ông thì mất niềm tin vào cái người phụ nữ. Và họ gặp ai họ không dám yêu ai nữa, không dám thế này thế kia nữa, mất niềm tin mà. Nhưng mà những cái người như vậy là những cái người ấy, mình nói đấy là những cái người thiệt thòi, không thất bại thì làm lại. Cái người này chưa tốt nhưng mà cái người khác lạ tốt, cái cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia nó lại mở ra, thì làm sao có phải ai giống ai đâu. Tại sao lại đánh đồng như thế, tại sao lại vơ đũa cả nắm như vậy. Mà thất bại thì đứng dậy chứ. Thất bại thì hôm nay thất bại thì phải coi đó là cái bài học chứ, để mà rút kinh nghiệm, để mà đứng dậy chứ. Thế tại sao lại thất bại để ngã là ngã luôn. Nhiều người như vậy phí. Nhiều người rất có tài, rất thông minh, thiếu mỗi cái bản lĩnh. Mà mình nói các bạn là như này này, cái gì thì cái thành công hay là không thành công hay là như nào ấy, chúng ta thành công không phải là để mà chúng ta mà so sánh, để mà chúng ta hơn thua với người này người kia. Cái điều đó là cái điều không quan trọng, không cần thiết một tí nào. Cái thành công ở đây nó phải thành công của so với chính cái bản thân của mình ngày hôm qua ấy. Tốt hơn cái bản thân của mình ngày hôm qua. Hôm qua mình chưa tốt, hôm nay mình tốt hơn. Đấy là cái thành công lớn nhất. Chứ còn không phải là cái thành công ở đây mà để mà so với người này người kia. Chả bao giờ so được nha. Không bao giờ so được. Mỗi người đều có một cái thế mạnh, làm sao mà so sánh được. Mà mỗi người đều có cái cảm giác, đều có cái cảm giác cái thành công, cái hạnh phúc nó khác nhau. Bạn là cái người ham ăn, người ta là cái người ta ham ngủ. Đối với người ta ngủ nó mới là hạnh phúc, đối với bạn phải là ăn. Đúng không? Bạn là cái người thích đi chơi, người ta lại thích kiểu đọc sách cơ. Mọi thứ nó đều so sánh, nó đều không thể so sánh được. Thành công cũng vậy. Bạn cho bạn là cái người giỏi, bạn giỏi với cái gì? Bạn giỏi về cái của bạn thôi, đấy là cái bạn cho thôi. Còn người ta giỏi cái của người ta, đấy, nhiều khi nó là vậy. Thế nên cái thành công hay là cái như thế nào ấy, chúng ta ấy, là những người ấy, thôi chúng ta cứ làm cái gì mà để cho cái bản thân của chúng ta ấy, nó tốt hơn của cái ngày hôm nay, ngày mai phải tốt hơn nữa. Luôn luôn chỉnh sửa, luôn cập nhật, đúng không? Luôn nâng cấp cái bản thân mình lên, đấy là cái điều tốt nhất.
Đấy là cái điều tốt nhất. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Cái đợt này mình nhận được khá nhiều bình luận của khán giả. Nhận được nhiều bình luận khán giả tích cực lắm, nhiều bình luận rất là tích cực. Đấy, các bạn nhiều khi các bạn cứ chịu khó các bạn bình luận. Bây giờ mình nói các bạn thế này này, các bạn hiểu một điều là như này này. Cái cuộc sống bây giờ ấy thì nó càng ngày nó càng vội đúng không? Con người thì càng ngày càng kiểu như là ít có cái cơ hội mà gặp nhau trực tiếp để mà giao lưu, để mà này nọ. Thì thôi, bây giờ lên trên mạng thì chúng ta giao lưu với nhau cũng được. Chúng ta chuyện trò, chúng ta giao lưu, chúng ta viết lên những cái cảm nghĩ của mình. Cái điều đó là cái điều mà nên. Một người mà kiểu các bạn nhớ là thế này này, một cái người mà người ta là những cái người người ta cởi mở ấy, thì người ta dễ có những cái niềm vui hơn. Cái đầu người ta nó cũng thoải mái hơn, cởi mở. Chứ còn nhiều khi ok, nhiều khi có những cái mà nó khép kín, nó cũng có cái hay. Sống kiểu như là khép mình, sống nội tâm, nó cũng có cái hay. Cũng có cái hay. Nhưng mà các bạn cứ nhớ là thế này này, một khi mà chúng ta cứ có một cái gì nó cởi mở hơn ý, thì tự dưng chúng ta cảm thấy chúng ta năng động hơn, khỏe mạnh hơn, năng động hơn. Các bạn cứ để ý. Mà thường là những cái người kiểu như là cởi mở hơn, người ta sẽ có nhiều những cái cơ hội ý. Có nhiều cái cơ hội. Còn cái người mà khép mình, cái người mà nội tâm ý, ok, người ta cũng là những cái người mà có, người ta gọi là có cái điểm mạnh là như này này. Người ta sẽ ngẫm nghĩ, người ta nghiên cứu một cái gì nó rất là sâu, hay là người ta có một cái sáng tạo gì nó có thể là rất là giỏi, rất là sâu. Nói chung là mỗi cái nó có cái ưu, có cái nhược. Nhưng mà cái người mà khép mình quá, nội tâm quá, nhiều khi người ta dễ kiểu như là dẫn đến cái người khác, người ta nhìn mà người ta thấy là nó trì trệ, nó chậm. Đúng không? Các bạn cứ để ý những cái điều là như vậy. Thì thế này, trong những cái bình luận của các bạn ấy thì mình có nhớ một cái bình luận của một bạn khán giả mà để lại là như này này. Nghĩa là bạn ấy để lại cái bình luận cho mình, bạn nói rằng, mình nói cái đại ý thôi nhá, cái ý. Chứ còn mình không nhớ từng câu từng từ của bạn ấy. Nghĩa là bạn nói là tôi thì em rất tin vào nhân quả. Và em sống cũng tốt với mọi người thế này thế kia, nhưng mà em kiểu như là cái số em bị lừa ấy. Bị người ta lừa mất hết thế này thế nọ. Nhưng mà em tin rằng là đấy là do là cái kiếp trước của em, là có khi là cái kiếp trước của em lừa người, thế đâm ra là cái kiếp này em bị lừa lại. Nhưng mà dù sao em vẫn rất là tin vào nhân quả, đại loại là như vậy. Ok, thì mình nói các bạn là như này, mình nói bạn khán giả và mình nói luôn với mọi người là như này này. Cái chuyện tin hay không tin, như thế nào kiếp trước kiếp sau hay là như thế nào ấy, nó là ở mỗi người, nó là cái cảm nhận của mỗi người đúng không? Nó là cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà tuy nhiên mình nói với các bạn như này nha, bạn hãy nhớ một cái điều là như này này. Trong cuộc sống ấy, cái quan trọng nhất chúng ta phải hiểu. Mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân và có cái kết quả. Mọi thứ nó đều có cái gốc và nó có cái gốc, cái rễ, và nó mới có cái ngọn. Đúng không nào? Thế nên ý, bạn ý, khi mà bạn bị gặp những cái này cái kia ấy, bạn bị lừa ấy, thì cái đầu tiên bạn cứ phải đặt cho mình cái câu hỏi. Nhờ đặt cho mình cái câu hỏi, vì sao mình bị lừa? Nguyên nhân gì mình bị lừa? Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là như này này. Vì mình là cái người ấy, mình quá thật thà, hay là mình là cái người mình quá tình cảm, cái lòng thương người của mình nó lớn, hay là mình là cái người mà quá là kiểu như là gì nhỉ, cả nể, hay là mình là cái người quá cả nể, đúng không? Hay là cái gì nữa, hay là mình là cái người, cũng có thể mình là cái người mà quá tham. Nó có, mình nói chung có một cái lý do gì, có cái nguyên nhân gì, có cái động cơ gì, có bất
kể một cái gì, các bạn phải liệt kê ra, các bạn liệt kê những cái thứ đó ra. Khi mình bị mất của, mình bị lừa thì mình đều phải có những cái nguyên nhân là lý do gì, thì mình phải viết ra, mình xem là mình lý do gì để mà từ đó mà còn rút kinh nghiệm chứ, đúng không? Chứ bây giờ, ok, bây giờ mình nói kể cả cái kiếp trước của bạn ấy mà bạn không lừa mà kiếp này bạn vẫn bị lừa thì làm sao? Kiếp trước bạn vẫn đang ở tử tế mà kiếp này bạn vẫn bị lừa thì làm sao? Thế là bây giờ mình nói là cái thực tế nhất, bạn phải nhìn vào cái thực tế nhất. Nguyên nhân bị lừa làm sao? Quá tin người, quá thật thà, quá cả nể, tham, thiếu hiểu biết, thế này thế kia, đại loại là nó nhiều nguyên nhân đấy, nhưng mình nói một vài những cái nguyên nhân như thế để bạn xem là cái nguyên nhân của bạn nó là nằm ở đâu. Khi bạn biết được ý, nếu bạn là cái người thiếu hiểu biết ý, chịu khó mà nạp kiến thức. Thiếu hiểu biết là gì? Thiếu cái cách nhìn nhận, thiếu cái cách mà nhìn nhận, cái cách xử lý về những cái vấn đề đó, về những cái vấn đề mà nó liên quan đến tài chính, liên quan đến vấn đề mà vay vay mượn mượn thế này thế kia, bạn phải học thật nhiều, bạn tìm hiểu để bạn còn có một cái người ta gọi là cách ứng phó. Hay là nếu như bạn là cái người cả nể thì bạn cũng phải xem làm thế nào mà để cho nó bớt đi cái cả nể của mình, bớt đi cái thua thiệt trong cái cuộc đời. Hay bạn là cái người mà quá tin người ấy, thì cũng là một cái tội, bạn cứ nhớ là như vậy, tin mà tin sai người, đúng không? Nói chung ấy, bạn phải hiểu bạn là cái người, cái nguyên nhân của bạn ở đâu, bạn đã bị thế rồi để bạn còn rút ra cái kinh nghiệm, đúng không? Chứ bây giờ mà bạn cứ bị cái này cái kia và bạn cứ nói rằng là thì do cái kiếp trước, kiếp sau, kiếp gì của bạn nó là thế này thế kia, mình nói muôn đời ấy, không rút ra được kinh nghiệm ấy thì còn bị lừa nữa, còn bị mất của nữa. Bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy, đúng chưa nào? Thế bây giờ mình hỏi bạn, thế cái kiếp trước của bạn chả lừa ai, kiếp trước của bạn bạn sống vẫn tử tế, vẫn tốt, thì làm thế nào? Thế kiếp này bạn bị lừa thì làm thế nào? Tốt nhất mình đã nói rồi, phải tìm ra cái nguyên nhân, cái thực tế, thay đổi chỉnh sửa nhé. Đấy thì cũng song song với những cái bình luận như vậy, mình nhớ thì cũng có cái bình luận là một vài những cái bình luận như thế này nữa. Nghĩa là các bạn có đặt cái câu hỏi, bạn ấy có hỏi mình về cái chuyện mà cái gò má, về cái tướng tướng gò má, má cao má thấp, má này má nọ, rồi là má mà kiểu như là hai bên gò má mà nó không cân nhau ấy, nó không đều, nó không đối xứng, nói chung là nó bị lệch bên cao bên thấp. Bạn hỏi mình như vậy thì là như thế nào, có tốt hay không? Đấy thì nhân tiện như này thì hôm nay mình chia sẻ cái video với các bạn. Mình làm cái video mình chia sẻ với các bạn về cái nhân tướng của cái người mà có cái gò má, có hai cái bên lưỡng quyền gò má ấy, nó cao thấp, nó không đều thì là như thế nào. Nói chung nói một chút về cái chuyện mà về cái gò má, cái nhân tướng về gò má nó là như thế nào. Mình sẽ nói nhìn các bạn xem trong cái video này, các bạn có thể là các bạn nhìn cái gò má của một người ấy, là các bạn có thể là các bạn biết cái tính cách của người ta, biết cái ưu điểm, cái nhược điểm. Từ đó là chúng ta có thể là chúng ta biết cái vận mệnh. Mà bạn tự nhìn cho chính mình đi nhá, tự nhìn vào trong gương, nhìn cho chính mình cái đầu tiên. Sau đó là bạn có thể là bạn nhìn những cái người xung quanh để các bạn cảm nhận. Mình nói quý vị là như này này, các bạn nhớ một cái điều là như này nhá, các bạn hãy nhớ một cái điều là như này này. Khi mà chúng ta mà chưa hiểu về nhân tướng ấy, chúng ta đi ra ngoài thế này thế kia mà chúng ta gặp những cái người, người ta gọi là những cái người thầy bói. Thế là người ta nói cái này, nói cái kia, nói này, nói nọ, đúng không? Thì mình thấy là mình chả hiểu người ta nói cái gì. Nhưng khi các bạn hiểu về nhân tướng rồi thì bạn sẽ hiểu được người ta nói cái gì, cái người này nói đúng hay là nói sai, cái kiểu gì là các bạn biết, đúng không? Hay là như thế này nữa này, có những cái người, người ta nói rằng một điều là em đi ra ngoài xem bói thầy bói không nói được em một câu nào, bởi vì cái vía của em nó lớn quá, cái vía của em nó cao quá, người ta không đọc nổi em, không đọc được em. Nhưng mà mình nói với các bạn là thế này nhá, chúng ta hiểu về nhân tướng ấy
chúng ta nhìn người, chúng ta đọc người, nó là khoa học người ta chứng minh. Chứ chúng ta đâu có phải là nhìn người rồi đoán mò, đoán mò, đoán mẫm, nhìn người qua cái nét mặt, qua cái thái độ, qua cái này, cái nọ đâu. Không. Chúng ta hiểu về nhân từ, chúng ta đọc một cách rất là có cái cơ sở, đúng không? Thế nên ý, chúng ta tìm hiểu về nhân từ, ai chúng ta nói được hết. Ừ, bạn có cao vía, bạn thấp vía, bạn có là như nào, nhìn cái là không biết. Ít ra là cái cơ bản là biết là bạn là cái kiểu gì. Bạn là cái kiểu gì? Bạn cao vía mà nhìn bạn ăn nói bỗ bã, xong mắt, ánh mắt của bạn nó cứ láo láo liên liên thế này thế kia là biết ngay là cái con người của bạn là cái con người mà nó chưa đáng tin cậy lắm chẳng hạn, đúng không? Hay bạn giọng bạn cứ rít lên, bạn cứ gầm gầm gào gào này nọ là biết là bạn là cái người mà cũng hấp tấp, bạn là cái người mà nóng vội, nóng nảy này nọ. Hoặc là nếu như mà bạn là cái người cao vía như nào nhưng mà bạn là cái người mà kiểu như là ôn tồn nhẹ nhàng ấy, mọi cái cử chỉ thái độ của bạn nó khoan thai, nó ung dung, nó nhẹ nhàng, nó khiêm tốn ấy, thì biết là bạn là cái người mà kiểu như là bạn khôi tu dưỡng, bạn là cái người có đạo đức, bạn là cái người có hiểu biết chẳng hạn, đúng không? Thế nên cao vía hay là thấp vía là như nào thì nó là không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng chúng ta hiểu nhân tướng ấy, chúng ta nhìn là chúng ta phần nào là chúng ta cảm nhận. Mà rõ ràng là cảm nhận cũng tốt, mà mình nói luôn bạn khán giả, bạn nói rằng là kiểu như là bạn tin người rồi bạn bị lừa rồi mất thế này thế kia, mình nói luôn các bạn là nhảy, bạn tìm hiểu về nhân tướng đi. Ừ, phải tìm hiểu về nhân tướng để biết cái người như thế nào là cái người ấy, người thật thà, cái người như nào, họ có cái khả năng mà họ tham, họ lừa mình. Mình phải hiểu, mình phải nhìn, mình biết. Mình nói mọi những cái thế này thế kia, mọi những cái nó xuất phát từ cái này cái kia, cái phần lớn nó là do cái tham đấy, do là cái tham đấy, từ cái giận dữ, từ cái này cái kia, từ cái sai lầm, từ cái mắc sai lầm để mà vướng vào những cái tai họa ấy, nó đều xuất phát từ cái tham. Con người có đoàn kết hay không hay là như nào, nó cũng từ cái tham nó đi ra. Nếu như con người chúng ta mà cái tham chúng ta nó bớt đi được nhiều ấy, thì rõ ràng là nó yên bình hơn, nó yên lành hơn, đúng không? Khi con người chúng ta mà không tham ấy, rất hiền lành, rất hòa ấy, rất tử tế với nhau, rất quan tâm chăm sóc nhau, nhưng mà nó dính đến cái chữ tham, dính đến cái chữ quyền lợi ấy, thì y như rằng kiểu gì thì kiểu, mình nói cứ dính đến cái lợi ích là y như rằng là tình cảm là gần như là kiểu như là sẽ mất. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Như nhà các bạn nào mà kiểu như là nuôi thú cưng, các bạn biết những cái con vật ấy, nó ăn uống ấy, bình thường thì nó rất là vui vẻ thế này kia, nhưng mà khi mà cho nó ăn ý, nhìn cái cách của nó ăn rồi thế này thế kia mà cứ mon men lại gần nó, nhìn nó dữ, kiểu nó tham mà, nó sợ mà, nó sợ mất mà, cứ không có cái gì thì thôi, nhưng mà có cái có miếng xương ấy, có cái này có cái kia, một cái là tự dưng cảm giác nó dữ hẳn ấy. Lại gần nó là nó cứ tưởng là lấy của nó. Con người cũng vậy, bình thường ấy, của cải vật chất nó ít thì nó còn đỡ, chứ mà nhiều quá rồi thì tự dưng nó lại kiểu như sợ mất. Có thì sợ mất, có thì giữ thế này thế nọ, thế đâm ra là cái thái độ nó khác, đúng không? Thế nên cái tâm tham nó quan trọng lắm. Cái tâm tham ấy để mà nói chung là thôi, cái tham nó là cái tốt mà nó là cái chưa tốt. Cái tham nó là cái bản năng sinh tồn, cái gốc của nó là cái bản năng sinh tồn. Chúng ta cứ hiểu như thế là được. Đấy, thế đại loại là như thế này. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn chú ý đón xem. Thế này nha, bây giờ như này này, bây giờ chúng ta phải xác định thế nào là cái gò má cân. Cân là như thế nào thì chúng ta mới biết được là cái gò má bên cao bên thấp, đúng không? Cái đầu tiên là chúng ta phải xác định. Đây này, cái gò má là đây này, các bạn nhìn đây này. Trong nhân tướng ấy, cái gò má ấy, người ta còn... Trong
trong chân tướng ấy thì cái gò má ấy, thì người ta còn cho rằng đây là cái ngũ nhạc, nó là nằm ở trong ngũ nhạc, nghĩa là bên trái gò má bên trái là đông nhạc, tây nhạc, đúng không? Cái trán là nam nhạc, cằm là bắc nhạc và cái mũi thì là trung nhạc. Thì hai cái bên gò má hay là người ta gọi là cái lưỡng quyền đây này, ừ, thì là đông nhạc, tây nhạc. Mà ngũ nhạc ở trong nhân tướng nó là rất quan trọng, đúng không? Trong một cái khuôn mặt ý, trên một cái khuôn mặt, tướng diện khuôn mặt ý, thì cái ngũ nhạc ý, nó rất quan trọng. Bạn nhé, bạn nhìn vào ngũ nhạc của một người nhé, là bạn biết cái người này là cái người có thành công hay không, thất bại hay thành công, cái người này sướng hay khổ. Nói chung là tùy theo mức độ các bạn nhìn ngũ nhạc là các bạn có thể biết, đúng không nào? Mình nói ví dụ là như này nhé, ví dụ là như này để các bạn để ý luôn này. Cái ngũ nhạc của một người ấy, người ta gọi là cái ngũ nhạc mà chiều quy ý, nghĩa là gì? Cái trung nhạc nó nằm ở giữa này, đông nhạc, tây nhạc, nam nhạc, bắc nhạc, nó quy thuận, nhìn nó hài hòa, nhìn nó quy thuận, nó quy thuận như kiểu là cái mũi là biển á, thì tất cả những cái nhạc còn lại là dòng sông suối hồ, nó phải quy thuận, nó đổ dồn vào, nhìn nó chặt chẽ với nhau, nhìn nó gần, nó gắn kết với nhau, nhìn nó hài hòa với nhau, thì đấy là cái ngũ nhạc chiều quy, đúng không? Chiều quy là như vậy. Thế còn ngũ nhạc mà đẹp mà tốt thì nó là như là cái trán nó phải đầy đặn, nó phải sáng sủa, đúng không? Hai cái bên lưỡng quyền nó phải đầy đặn, nó nhô vừa phải, nó cũng sáng sủa, đúng không? Cái cằm cũng vậy, đúng không? Nó cân đối, nó đầy đặn, đại loại là như vậy. Tất cả nó cân đối, nó đầy đặn, nó hài hòa. Mà mình nói cái quan trọng là ở đây là gì? Ví dụ như là cái trung nhạc, cái mũi của bạn nó mà lớn quá thì không được, nó lớn quá nó át đi, nó nổi trội mấy cái nhà còn lại các bạn ấy, nó thấp lè tè, nó thấp, nó không nhô, thì cái mũi của bạn nó lớn quá thì bạn là cái người ấy, bạn dễ là cái người cô độc, bạn dễ là cái người mà kiểu như là không có những cái người xung quanh người ta trợ giúp mình, bạn làm cái gì bạn đơn thân độc mã, cái kiểu là như vậy. Hay là người ta gọi là cái mũi cái trung nhạc nó là chủ ấy, thì là chủ lấn khách, đúng không? Hay là nếu như mà cái mũi của bạn nó lại thấp quá, nó lại nhỏ quá, mà trong khi bốn cái nhạc còn lại đông tây nam bắc, đông nhạc, tây nhạc, nam nhạc, bắc nhạc còn lại nó lớn, nó nhô, thì nó lại đè, nhìn nó lại nổi, cái mũi của bạn nó nhỏ quá ấy. Thì bạn là cái người bạn chơi với mọi người, bạn chơi với bạn bè, bạn bị bạn bè lợi dụng, bạn bè không giúp gì được cho bạn, mà bạn hở ra cái là người ta lợi dụng bạn, đúng không? Hay là mọi người, nói chung bạn làm cái gì, bạn đi đâu, bạn làm gì trong cơ quan hay là trong một cái tập thể, trong một cái tổ chức, trong công ty, doanh nghiệp gì đó, bạn dễ là cái người mà bị người khác tranh công cướp công. Mọi việc rõ ràng là bạn làm, nhưng cái kết quả, cái thành quả ấy, lại thuộc về người khác, kiểu là như vậy, đúng không? Đấy, các bạn cứ để cái kiểu là như vậy. Thế nên ý, quay trở lại là như này, quay trở lại thì là hai cái bên lưỡng quyền ý, nó là đông nhạc, nó là tây nhạc, nó nằm ở trong ngũ nhạc, nó có cái vai trò rất là quan trọng để mà nhìn được nó cân hay không nhá. Bây giờ các bạn nhá, thế này nha, bây giờ nói cân nha, bạn chia đôi khuôn mặt ra,
Rồi bạn chia đôi khuôn mặt, lại chia tiếp theo cái chiều ngang, tung và hoành, nghĩa là trục dọc và trục ngang, bạn chia đôi ra. Nếu bạn chia đôi ngang ra nhé, hai cái lưỡng quyền nó nằm ở trên cùng một cái đường thẳng của cái chiều ngang mà bạn cắt đôi theo cái góc vuông của cái khuôn mặt nhá, nó tạo thành cái góc vuông và hai cái bên lưỡng quyền của bạn ấy nó nằm đúng ở trên cái đường cắt ngang ấy, thì nó là cân đối, nó là cân đối. Còn nhá, lệch này, cao thấp lệch này thì nó sẽ là không cân đối. Một lát mình sẽ đi vào cái ý nghĩa không cân đối nó là như thế nào, mà cân đối là như nào, bên trái cao hay là bên phải cao, bên phải thấp hay là bên trái thấp, nó là như nào, nó đều có ý nghĩa đấy. Cái đầu tiên các bạn ướm đi, một là các bạn lấy cái thước ra các bạn tự đo đi, các bạn tự ướm đi, lấy hai cái thước ra các bạn tự ướm, hai là các bạn tự nhìn vào trong gương, các bạn nhìn kỹ vào, các bạn xem là ở cái lưỡng quyền, ở cái gò má của mình ý, nó có lệch hay không, nó cân đối hay là nó lệch, nó có bị bên cao bên thấp hay không, các bạn để ý đi. Đấy, thì bây giờ nhá, bây giờ mình nói các bạn là như này này. Cái phần và cái gò má, cái phần đông nhà ấy, cái gò má bên trái ấy, nếu như là theo cái phương đông ấy thì cho rằng đây là cái phần nó thuộc về mộc. Đông nhà, cái gò má bên trái nó là đông nhà, nó thuộc về mộc. Cái này ấy, thì nó nói lên cái gì? Bạn có khỏe không hay là bạn yếu, sức khỏe bạn tốt hay không, bạn có sống lâu hay không, như thế nào, mọi việc bạn có được như ý hay không? Nó nói lên về mộc. Đấy là cái thứ nhất. Và bên tây nhạc, nghĩa là cái gò má bên phải nó đối xứng, nếu nó cân xứng, nó cân đối với nhau nhá, nó không bị lệch, thì bạn là cái người bạn dễ, kiểu như là suôn sẻ, mọi việc bạn làm ấy nó đều có cái sự nó hài hòa, nó suôn sẻ, nó dễ thành công, nó bổ trợ cho nhau, nó cân bằng nhau rất tốt, được chưa nào. Còn nếu như mà nó không cân xứng với nhau ấy, thì chắc chắn là mọi việc bạn ấy thì thường thường sẽ được, sẽ kiểu như là không như ý, không được như ý của mình. Cái kiểu là như vậy. Nghĩa là bạn làm cái gì, bất cứ một cái gì, cái công việc gì, cái mục tiêu, mục đích gì, bạn rất khó mà toại nguyện. Thế này này, bây giờ nhá, bây giờ mình nói là như này nhá, để mà nói về cái chuyện mà cái gò má ấy, trước khi mà bên cao bên thấp chúng ta chia sẻ ấy, bây giờ chúng ta nói với nhau một cái điều là như này này, nếu như chúng ta nói với nhau về cái xương gò má cái đã nhá, nếu như cái xương gò má ấy, của đàn ông ấy thì nó có phần khác với phụ nữ, bạn hãy nhớ đấy, với nam giới thì nó khác với nữ giới. Ở đàn ông ấy, cái xương gò má ấy, nó càng to, nó càng cao, nó nhô cao ấy, nó càng khỏe, càng to, càng nhô cao ấy, thì là cái điều rất là tốt, đúng không, là cái điều rất là tốt. Nhưng ở nữ, ở phụ nữ ấy, thì cái xương gò má ấy, nó vừa phải thôi, nó vừa phải thì nó mới là tốt, đúng không, các bạn nhớ đấy, nó vừa phải, nó cao vừa phải, cái độ cao nó vừa phải thôi, mà cái độ to ấy, của cái xương gò má nó cũng vừa phải thôi, nó sẽ là tốt nhất. Các bạn để ý cái điều đó.
Tiếp này, tiếp này, các bạn nhớ nhé, cái gò má ấy, cái lưỡng quyền ý, cái gò má của mỗi người ấy, nó nói lên cái gì? Cái gò má của bạn ấy mà nó cao, bây giờ mình nói cao nhé, bây giờ mình nói cao cả nam cả nữ, cái xương gò má nếu như mà là nó cao thì nó thể hiện cái tự tin. Bạn là cái người có tự tin hay không, nhìn cái gò má của bạn là biết. Nó thể hiện cái gì nữa? Nó thể hiện cái tự tôn. Cái tự tôn. Nó thể hiện cái sự mạnh mẽ. Nó thể hiện cái tham vọng. Các bạn cứ để ý. Một cái người nhưng mà có cái xương gò má cao nhé, họ là những cái người, họ có thể là họ đặt ra mục tiêu và họ hoàn thành và họ phải đạt được cho nó bằng được. Một cái người nhé, mà các bạn cứ để ý, một cái người mà có cái gò má cao ấy, họ thường là những cái người, họ là cái người mạnh mẽ, họ là cái người mà có nhiều tham vọng. Họ là những cái người có cái sự tự tôn. Họ là những người họ rất tự tin vào những cái việc họ làm. Và đôi khi những người có cái gò má cao ấy, thì cái tính cạnh tranh của họ nó lớn. Cái tính cạnh tranh của họ lớn. Họ mà làm cái gì hay là như thế nào, như thế nào ấy, là họ ấy, kể cả là có phải là cạnh tranh, có phải va chạm thế này thế kia ấy, họ vẫn ok. Họ vẫn tiến. Ngược lại là những cái người mà có cái gò má thấp ấy thì thôi, họ là những người mà cái cạnh tranh của họ nó kém. Đôi khi là họ biết chấp nhận. Hay là mình nói là thế này này, cái người mà cái gò má mà kiểu như là thấp ý, nhiều khi họ cũng là cái người mà kiểu như là biết nhường nhịn, biết chịu đựng, cái kiểu là như vậy. Đấy, các bạn cứ đi, các bạn cứ đi ra ngoài, các bạn cứ gặp những cái người nào cái gò má người ta cao ấy, gò má cao ấy, thì họ thường là những người như vậy. Họ làm cái gì là như nào là họ cứ dường như là họ rất là tự tin. Họ đôi khi là họ kiểu như là họ bất chấp để mà thành công, để mà trong cái mục tiêu, trong tất cả những cái mà kiểu như là cái tham vọng, cái mục tiêu của họ ấy, là họ tự tin, họ làm, họ đi lên, họ không có nề hà, không có ngại những cái lời mà kiểu như là khen chê gièm pha này nọ. Mà kể cả những cái người đó mà ở trong một cái cơ quan, ở trong một cái tập thể mà họ mà làm lãnh đạo, họ làm sếp ấy, thì họ rất là tự tin. Mọi cái quyết định hay là mọi cái gì họ mà đã quyết định đưa ra các thứ là họ không có cái chuyện mà chùn bước hay là như thế này thế kia. Nói chung đây là những cái người mạnh mẽ, đây là cái người quyết đoán. Thế còn cái gò má mà kiểu như là cái gò má mà nó rộng, các bạn để ý, còn cái kiểu gò má nó cao mà nó lại rộng nữa, những cái người này ý chí người ta mạnh mẽ lắm. Cái người này thì vững vàng, chắc chắn, ý chí mạnh mẽ, hành động vững vàng, vững mạnh, kiểu như vậy. Những cái người này cái tham vọng người ta cũng lớn. Những cái người gò má rộng thì họ cũng là những cái người mà phải nói đây cũng là những cái người mà kiên cường, đây là cái người mà phóng khoáng, đây là cái người mà kiểu như là cũng đối đãi, đối xử, đối nhân xử thế, người ta gọi là có một cái chữ tín, tín nghĩa, cái gò má rộng. Thế nên đâm ra các bạn cứ để ý là những cái người có cái gò má rộng họ dễ làm được những cái việc lớn lắm. Các bạn cứ đi, các bạn xem những bộ phim hay là các bạn xem lịch sử ấy, những cái người mà kiểu như là những cái người mà quyền cao chức trọng ấy, những cái người mà kiểu như là họ là những cái người mà có địa vị ấy. Bạn cứ đi,
gò má ấy, má họ rất là rộng, gò má rất là rộng, cái má ấy, bên má họ nó rộng lắm. Bạn cứ để ý. Bạn nhớ là thế này này, nói chung trong cuộc sống bạn cứ nhớ là thế này này, những cái người ấy, mà cái tính cách của người ta ấy, nhá. Cái tính cách của người ta nó là mạnh mẽ, nó là quyết đoán ấy, nó là kiên nhẫn, nó là kiên trì ấy, nhá. Đối nhân xử thế tốt ấy, những cái người đó họ thường là những người mà dễ thành công, họ thường là những người dễ được người khác tín nhiệm. Thế nên trong cái công việc hay trong mọi thứ, trong cái cuộc sống họ luôn được, họ làm cái gì họ rất dễ được kiểu như là mọi người trợ giúp, mọi người ủng hộ. Các bạn cứ để ý. Còn ngược lại những cái người như mình nói nha, các bạn để ý cái gò má, cái bạn nào mà kiểu như cái má của bạn ấy nó bị hẹp ấy. Những cái người má hẹp thì họ lại là những cái người mà kiểu như là họ thiếu đi cái kiên nhẫn, thiếu đi cái kiên trì. Họ là những cái người mà kiểu như là họ hay bỏ cuộc, họ hay nản, làm cái gì rất là hay nản. Ừ, cái ý chí phấn đấu của họ kém. Và những cái người đó thường là trong cái cuộc sống thường là khó thành công, cái ý chí phấn đấu nó kém. Các bạn cứ để ý đi. Ừ. Có khi làm cái gì nó hơi khó khăn một tí, chưa khó khăn tí là thôi, là không làm nữa. Mà không làm nữa, ở đời mà không làm thì làm ít thì ăn ít, mà làm nhiều thì ăn nhiều. Bạn hãy nhớ bao giờ cũng thế. Bạn không làm thì nhiều khi bạn có ăn thì là bạn đang còn may đấy. Nếu bạn không làm mà bạn có ăn, nghĩa là bạn là cái người mà kiểu như là bạn đang được được bao bọc đấy, được kiểu như là trợ giúp, được ỷ lại, được dựa dẫm ấy. Đấy, thường thường là như vậy đấy. Thường thường là như vậy, nhưng mà mình nói không phải là tất cả đâu nhá. Không phải là tất cả. Có những cái người người ta biết là người ta cái tướng của người ta và cái tính cách của người ta nó như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là người ta biết được ý, người ta sửa. Người ta sửa, người ta tu dưỡng, người ta thay đổi, người ta sửa. Đấy, nói đến đây mình nói các bạn là như này này, các bạn hãy nhớ là thế này nhá. Các bạn phải nhớ một cái điều là như này này. Chúng ta làm cái gì, chúng ta phải cái quan trọng nhất ý, là chúng ta phải biết mình là ai, biết mình, biết người, biết cái tướng của mình, biết cái phúc của mình nó đến đâu, biết cái tướng của mình, biết cái ưu điểm, cái nhược điểm của mình. Nếu như mình mà không, mình không hiểu được bản thân mình ý, mình cứ làm cái gì nó theo cái cảm tính ý, là không bao giờ làm được cái gì. Rất nhiều người không hiểu được cái bản thân mình là như nào, không biết mình là cái người nhanh hay là người chậm, hướng nội hay hướng ngoại, mình là cái người nhiệt tình, nhiệt huyết hay không, mình là cái người mà có kiên trì, kiên nhẫn hay không. Nhiều người người ta không hiểu, người ta không biết được cái điều đó. Người ta làm cái gì người ta cứ cảm tính thôi, cứ cảm tính, thích thì làm, hứng lên thì làm, mà hết hứng là hết làm. Bạn có là cái người bạn có tài năng như thế nào mà bạn là cái người mà kiểu như là bạn theo cái kiểu mà tùy hứng cảm hứng như vậy, bạn là cái người không kiên nhẫn, không kiên trì, bạn không bao giờ bạn làm được một cái gì ra hồn. Bạn nên nhớ một điều là như vậy. Xưa đến giờ, từ xưa đến nay, từ xưa tới giờ, tất cả những cái người nào ấy, tất cả những cái người nào người ta thành công, hay là người ta là những cái người mà người ta có một cái gì, có một cái khả năng gì mà người ta xuất chúng ấy, hay là người ta là những người mà kiểu như là nói chung cái cuộc sống người ta thành đạt thành công ấy, cái kiên nhẫn, cái kiên trì của họ rất lớn. Bạn cứ để ý đi, cái tài năng nó là một phần, nhưng mà cái kiên nhẫn, cái kiên trì mà họ hiểu được, họ mà họ vượt qua được, họ vượt qua được, vượt qua được cái trở ngại. Ví dụ mình nói, nếu như bạn là những cái người nhá, mà bạn nhìn cái tướng của bạn ấy, cái tướng của bạn cho thấy bạn là cái người mà cái kiên nhẫn, cái kiên trì của bạn nó kém ấy, bạn thay đổi hoàn toàn, bạn sửa được, bạn hoàn toàn bạn có sửa được bằng cái cách gì? Bằng cái cách bạn phải tạo lập cho bạn cái thói quen. Bạn là cái người có thói quen hay bỏ cuộc đúng không, lười đúng không? Bạn hãy tạo cho bạn cái thói quen ấy, không bỏ cuộc nữa, không lười nữa. Nếu như mà để mà có được cái thói quen mà không lười nhá, rất đơn giản. Bạn nằm một chỗ, bạn ngồi một chỗ, bạn đứng dậy, vận động một tí, xong bạn lại ngồi tiếp cũng được. Hay là bạn đang nằm một chỗ, bạn ngồi một chỗ, bạn nhìn thấy có một cái gì ở trong phòng của bạn ấy,
xung quanh cái tầm mắt của bạn ấy nó bẩn hay nó lộn xộn, đứng dậy ngay lập tức. Bạn đếm từ 5 xuống 1, bạn đứng dậy ngay lập tức, bạn dọn dẹp, lau chùi, chỉnh sửa, sắp xếp lại. Cứ dần dần từ những cái nhỏ, từ cái thói quen nho nhỏ như vậy là nó sẽ thành hình thành cái thói quen lớn và nó thay đổi được cái lười của bạn. Hoặc là như thế này, bạn ngủ dậy muộn đúng không? Bạn không tập thể dục buổi sáng, bạn không dậy sớm bạn tập thể dục đúng không? Bạn tập đi, bạn dậy đúng cái giờ buổi sáng bạn dậy đi, bạn cố gắng bạn dậy sớm đi, tập thể dục đi, này nọ đi. Đặt cái chuông báo thức, ban đầu đặt cái chuông báo thức, báo thức phát, dậy ngay, không vấn đề gì. Cứ dần dần một buổi, hai buổi, ba buổi, một thời gian ngắn nó thành cái thói quen. Cứ lặp đi lặp lại, từ cái thói quen như vậy là bạn sẽ hết lười, đúng không? Hay là ý chí cũng vậy, bạn làm cái gì cũng vậy, đừng bao giờ bạn làm cái gì bạn bỏ cuộc. Từ cái nhỏ, từ cái việc nhỏ nhất, làm ấy là phải làm đến cùng. Làm không được, khó gì, lên mạng hỏi. Bất cứ cái gì khó thì khó đến đâu hỏi đến đó. Đừng có nản, đừng có bỏ cuộc. Khi mà bạn ấy tạo được ý, cái não của bạn ấy nó tạo được những cái nó không bỏ cuộc ý, từ cái nhỏ, cái lớn bạn cũng không bỏ cuộc. Và bạn sẽ là cái người bạn làm được những cái thứ như ý của mình. Chứ bây giờ hơi tí bỏ cuộc từ cái nhỏ. Mình nói cho bạn biết nhé, cái não của con người rất là hay. Nhiều khi từ cái nhỏ thôi nó cũng ảnh hưởng đến cái lớn. Bạn cứ bỏ cuộc từ những cái nhỏ, cái não của bạn nó tích vào, nó báo cho bạn biết là cái con người của bạn ấy sẽ là bỏ cuộc. Cái lớn bạn cũng bỏ cuộc. Thế là cái cuộc đời bạn thất bại. Tóm lại là như này này, các bạn ấy làm bất cứ một cái gì, các bạn cứ hình thành cái thói quen của mình từ cái nhỏ, những cái thói quen tốt bạn cứ hình thành cái thói quen nha. Đừng có để những cái thói quen nó, đừng để cái thói quen tốt ấy, dù nhỏ ấy, mà nó biến thành cái thói quen xấu. Cố gắng mà thay đổi và chỉnh sửa. Đấy, thế nói tiếp này. Nói tiếp. Những cái người ấy mà kiểu như là cái má của bạn ấy, cái gò má của bạn hay bên má của bạn nó mà hẹp ấy, gò má nó hẹp ấy. Bạn cũng là cái người kiểu như là trong tất cả mọi thứ bạn là những người mà kiểu như là bạn thiếu kiên trì. Bạn thiếu đi cái kiên trì, bạn cũng thiếu đi cái rộng lượng. Thiếu đi cái rộng lượng trong tất cả mọi cái, kể cả là mình nói kể cả là vấn đề về về cái tình duyên hay là cái vấn đề mà tình cảm ấy, thế này thế kia, bạn cũng là cái người mà thiếu đi cái sự trung thủy. Thiếu đi cái sự trung thủy, thiếu đi cái rộng lượng, thiếu đi cái rộng lượng mà cái tâm tính ý, nó dễ là cái người mà kiểu là nhỏ, nó hẹp hòi. Đấy là trong nhân tướng người ta nhìn ra những cái người có cái gò má nó hẹp là như vậy. Thế nên cái cuộc sống của những cái người gò má hẹp thường là rất chật vật, thường là dễ bị người khác xa lánh. Mà đôi khi là kiểu như là cái suy nghĩ nó thâm hiểm, nó hẹp hòi, nó nhỏ mọn, nó để bụng. Thế nên nha, mình nói nha, nếu như bạn nào mà là những cái người mà kiểu như là cái gò má của bạn nó quá hẹp, nó nhỏ ấy, mà cái tâm tính của bạn nó là như vậy, thay đổi, tu dưỡng, chỉnh sửa, cái điều đó là cái điều tốt nhất. Thay đổi được, chỉnh sửa được. Mình nói là cái tâm nó mới là cái quan trọng. Cái hình tướng của bạn như thế nào nó nói lên như nào. Nhưng mà cái tâm của bạn ấy, bạn thay tâm, bạn đổi tính, đổi tướng, đổi vận ấy, cái thay tâm ấy nó là quan trọng nhất. Khi bạn thay được cái tâm rồi thì cái tướng của bạn dần dần nó cũng đẹp lên. Và nhìn là mình nói kể cả cái khuôn mặt của bạn nhìn nó có xấu như nào, nhưng mà cái ánh mắt của bạn ấy, ánh mắt của bạn nó đẹp, nó từ bi, nó thiện ấy, thì gần như là nó sẽ cải biến được, nó cải thiện được cái số phận của bạn. Bạn cứ nhớ đấy, bất cứ một cái gì đều thay đổi, đều sửa chữa được hết. Cái quan trọng là mình phải nhìn ra cái bản thân mình. Phải nhìn ra, và khi nhìn ra rồi thì phải lên một cái kế hoạch mục tiêu là phải sửa. Hôm nay sửa cái tính này đi, mỗi sửa dần dần, sửa một tí, sửa ít một. Sửa ít ít một, dần dần ý, sẽ thành sửa được nhiều. Và dần dần những cái xấu ý, nó sẽ mờ đi, kiểu là như vậy. Đấy, thế nên các bạn nào nhưng mà có cái gò má mà nó hẹp ý, các bạn chú ý.
Bây giờ nhá, bây giờ là mình đi và mình nói về cái chuyện mà kiểu như là cái gò má mà bên cao bên thấp nhá. Cái gò má mà nó không đều. Các bạn cứ để ý là như này nhá, các bạn cứ để ý là có những cái người khi bạn chia đôi cái khuôn mặt ra, các bạn sẽ thấy là như này này. Có những cái người bên má một cái bên này thì họ là to, đúng không? Một bên này thì nhỏ, một bên này cao, một bên này thấp, đúng không? Thường thường có những cái người mà kiểu như là cái gò má người ta ấy, nó lệch nhau, nó không cân xứng với nhau. Tất cả những cái thứ đó nó đều nói lên phần nào. Hôm nay mình nói về những cái cơ bản thôi nhá. Mình sẽ nói một vài những cái điểm cơ bản để các bạn hiểu được. Mình vừa nói cả phụ nữ cả đàn ông. Cái đầu tiên là như thế này, các bạn nhớ, các bạn ý là như này này. Cái gò má bên trái mà nó cao, cao hơn so với cái gò má bên phải, nó cao hơn. Hay là thậm chí là nhiều khi nó to, nó rộng hơn ấy. Nhiều khi nó mất cân xứng ở cái điểm đó. Thì các bạn hãy nhớ là thế này, nếu như ở cái người đàn ông, mà có cái gò má mà bên trái mà nó cao hơn ấy so với bên phải ấy, họ là cái người hướng ngoại. Cái tính tình, cái trước tiên là cái tính tình họ sẽ là cái người mà kiểu như là đây là cái người hướng ngoại. Những cái người này họ là những người có cái năng lực mà kiểu như là có cái năng lực mà giao tiếp, có cái năng lực mà sáng tạo, có cái năng lực mà tìm tòi ra cái mới. Họ là những cái người mà khá là, người ta gọi là cái gì nhỉ, họ là cái người mà có một cái năng động. Họ là cái người mà có một cái sự mà kiểu như là họ thích đề ra mọi thứ thế này thế kia, họ khởi xướng ra mọi cái việc làm thế này thế nọ. Cái hướng ngoại là các bạn biết đúng không? Những cái người đàn ông mà có cái bên má trái cao ấy, họ thường là những cái người mà kiểu như là họ được, nghĩa là gì, trong cái gia đình nhé, họ là trong cái hôn nhân nhé, họ là những người may mắn, họ họ được nhờ vợ, nghĩa là vợ con rất là yêu quý, rất là nể. Họ thường là những cái người mà kiểu như là cái, họ có cái người vợ mà rất biết chăm sóc họ, chiều chuộng họ. Nói chung ăn cái phúc, ăn cái lộc của bên nhà vợ nó lớn. Các bạn cứ để ý. Còn ngược lại nhá, cái người phụ nữ nhá, cái người phụ nữ ấy, mà kiểu như là cái gò má ấy, bên trái ấy, mà họ cao ấy, thì đây là những cái người mà kiểu như là hướng nội, lại là những cái người hướng nội, lại là những cái người mà thích chăm sóc, thích chăm lo, thích vun vén, thích nói chung là chăm sóc gia đình. Những cái người này thì họ thường là những người an phận, thường là những cái người mà hay lo lắng cho chồng con, vun vén chăm sóc. Cái người phụ nữ ấy, mà kiểu như là cái gò má bên trái mà nó cao hơn cái bên phải ấy, thì nhiều khi là họ cũng không được nhờ chồng nhiều, không được nhờ chồng nhiều. Họ sẽ là những cái người mà kiểu như là hy sinh cho chồng, chăm sóc gia đình, chăm sóc cho chồng cho con, đại loại là như vậy. Các bạn cứ để ý. Đặc biệt là kiểu như là an phận. Đấy, các bạn nhớ một cái điều là như vậy. Mà mình nói các bạn là như này này. Thực ra thế này nhá, nhiều khi các bạn hãy nhớ là thế này này. Cái chuyện mà vợ với chồng ấy, hai cái cặp, hai cái nửa ấy, bạn hãy nhớ là thế này nhá. Phải có người này, phải có người kia. Cái người chồng ấy mà mạnh mẽ thì cái người vợ ấy lại phải mềm, phải có nhu, phải có cương, phải có thì nó mới hợp đấy. Nhiều khi nó bổ sung cho nhau đấy. Không bao giờ, mình nói nha, không bao giờ là cái người vợ và người chồng là cùng cùng giỏi thế này thế kia mà hòa hợp được với nhau đâu. Không, phải có một người hơn, một người kém, một người mạnh và một người yếu, một người cứng, một người mềm. Nó phải là kiểu như là hai nửa ấy, thì nó mới bền, nó mới thế này thế kia với nhau được. Tuy nhiên là vẫn phải hiểu ý nhau mọi thứ, đúng không? Mọi thứ vẫn phải hiểu ý nhau. Nhưng bạn cứ nhớ đấy. Chứ còn giỏi mới giỏi hay là đều mà cương cường với nhau, đều kiểu như là tính tính cái kiểu như là đều là đều muốn làm vua, đều đều coi mình là nhất ấy, thì không, sẽ không hợp được với nhau, không ở lâu được với nhau. Hay là hai người mà quá mềm yếu ấy, thì ở với nhau cũng khó mà ở với nhau được, khó mà dựa dẫm, khó mà bù đắp cho nhau được, đúng không? Các bạn cứ để ý. Thế thì bây giờ lại nói đến tiếp. Nếu như cái người đàn ông ấy mà kiểu như là cái gò má bên phải cao hơn cái gò má bên trái thì họ lại là cái người hướng nội.
Họ thường là những cái người hướng nội, và những cái người này thì họ thường là nếu như họ làm những cái gì mà kiểu như là những cái việc gì mà nó sẵn có thì để mà họ phát huy thì họ sẽ làm tốt. Nghĩa là các bạn phải hiểu là thế này này. Nói như này nôm na để các bạn hiểu là như này nhá. Có những cái người ấy, cái chuyên môn người ta rất giỏi, nhưng mà người ta ấy cứ mở ra cái công ty nào là cái công ty đó nó sập. Hay là người ta mở kinh doanh, mở cái cửa hàng, hay là người ta làm một cái gì là người ta không phát triển được. Nhưng mà người ta lại cứ đi đi làm thuê, đi làm công ăn lương. Thì lại ok. Nghĩa là cái gì nó có sẵn mà người ta làm, người ta là những người mà người ta đóng góp công sức thế này thế kia, người ta trợ giúp người ta thế này thế nọ thì lại thành công. Nhưng mà còn để người ta làm chủ, người ta không thể thành công được. Có những người chỉ làm lính được thôi, có những người chỉ làm nhân viên được thôi, có những cái người ấy thì lại chỉ làm lãnh đạo được thôi. Nó đều là những cái tố chất. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nói là thế này này, cái chuyện mà lính hay lãnh đạo hay là nhân viên hay là giám đốc hay là thế này thế kia ấy, nó là cái tố chất, nó đều rất cần nhau, mà chưa thể nói được cái người nào là sướng hơn người nào đâu nhé. Về cái độ sướng chưa thể nói. Có khi có những cái người người ta làm nhân viên người ta sướng, cái người mà làm chủ ấy, nhiều khi đau đầu, nhiều khi có khi lại căng thẳng, nhiều khi cái tuổi thọ lại không không cao đâu các bạn nhớ. Thế đâm ra là để mà nói được cái chuyện mà sướng hay là không sướng hay như nào, nó phải tùy đúng không các bạn nhớ đấy. Làm tướng mà không có quân thì tướng với ai, mà làm quân mà không có tướng thì cũng có biết đường nào mà đi, chẳng hạn là như vậy. Đều là phải dựa dẫm vào nhau, đều phải nương tựa vào nhau đấy. Thế đại loại là như đại loại là nói tiếp này, cái người đàn ông ấy mà cái gò má bên phải mà cao ấy, họ là cái người hướng nội, họ làm những cái gì mà nó có sẵn. Thường là làm những cái gì mà nó có sẵn. Nhưng mà thường là những cái người này thì hay kiểu như là ở trong nhà nhiều, hay làm những cái việc nhà nhiều. Và những cái người này thì thường là không được nhận nhiều những cái lộc, những cái may mắn từ vợ. Còn bên trái cao ấy thì là được vợ chăm sóc nhiều, được vợ con kính nể chăm sóc nhiều. Còn cái người mà đàn ông ở bên phải, gò má bên phải cao ấy, không được nhận nhiều những cái may mắn, những cái lộc từ vợ. Còn ngược lại cái người phụ nữ mà cái gò má bên phải cao ấy thì họ lại là những cái người hướng ngoại. Những cái người này thì năng nổ, những cái người này thì cũng tài năng, cũng năng nổ. Phụ nữ mà cái gò má bên phải cao, họ là cái người mà hướng ngoại. Những cái người này thích làm nhiều những cái việc mới, họ cũng là những người sáng tạo, họ cũng là những cái người mà năng nổ, năng động. Họ là những cái người mà kiểu như là họ dễ nhận được những cái quan tâm, cái chăm sóc, cái may mắn, cái lộc từ bên chồng trợ giúp. Họ là cái người mà cũng thích những cái mới, thích sáng tạo, cái kiểu là như vậy. Đấy, các bạn để ý cái điều đó. Còn một cái điểm này nữa rất là quan trọng này. Vừa rồi mình nói như vừa rồi là cái chuyện mà bên cao bên thấp nhé. Nhưng bây giờ mình nói là cái chuyện như này các bạn nhớ nhé. Nếu như mà cái gò má các bạn ấy nó mà kiểu như nó lệch bên nhau, nhìn nó rõ một một ấy, nhìn nó rất là lệch bên nhau ấy, thì các bạn hãy nhớ là như này này. Bạn hãy nhớ là thế này, nếu như cái bạn nào mà kiểu như là cái gò má, cái xương gò má của bạn ấy nó lệch nhau một cách mà rõ ràng ấy, lệch hẳn luôn ấy. Nghĩa là người ta nhìn, người ta chưa cần phải nhìn kỹ mà người ta đã thấy lệch. Thì những cái người này thường là những người mà sức khỏe không tốt, sức khỏe chưa được tốt, cái tinh thần thì kém minh mẫn. Nói chung những cái người này thường họ là những người họ làm cái gì nó khó khăn, làm cái gì cũng kiểu như là chật vật trong cuộc sống, cũng khá là vất vả, cái tuổi thọ thì cũng không nhiều, thường thường là như vậy. Các bạn cứ để ý, các bạn xem là cái gò má của mình nó có lệch nhiều hay không. Đó, thế nên cái bạn nào mà kiểu như là cái hai cái bên gò má các bạn ấy, mà nó mà lệch lệch hẳn với nhau ấy, nó lệch lệch nhiều ấy. Bạn nhiều cái bạn khó khăn lắm trong cuộc sống, khó khăn kể cả đừng
cái đường tình duyên hay là trong tất cả mọi lĩnh vực, và đều là những người chật vật, đều là những cái người khó khăn. Đấy thì thôi, mình nói quý vị là như này, mình nói các bạn là như này này. Nhiều khi chúng ta tìm hiểu về nhân tướng ấy, chúng ta thấy được cái điểm mạnh điểm yếu của mình. Chúng ta thấy để làm sao, nếu như mình nói nha, bạn nào nha, kể cả cái tướng của bạn nó đẹp ấy, bạn ấy nên phát huy, và bạn đừng có bao giờ bạn chủ quan. Bạn đừng chủ quan kể cả cái tướng của bạn nó có đẹp, hay là cái bạn nào mà cái tướng chưa đẹp ấy, bạn đừng có bi quan. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ, người ta vẫn nói một cái câu đức năng thắng số. Nếu như cái tướng của bạn chưa đẹp ý, mà nó dẫn đến ý, những cái trong cuộc sống của bạn ý, bạn làm cái gì nó cũng chật vật, nó cũng khó khăn hơn người, đúng không? Thì bạn phải hiểu cái nguyên nhân của mình nó là từ cái gì, để bạn nỗ lực, để bạn phấn đấu, để bạn cố gắng, để bạn chăm chỉ, bạn chịu khó hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn. Bao giờ cũng vậy, bạn cứ nhớ là thế này, bao giờ cũng vậy, bao giờ mọi cái sự cố gắng ý, nó đều dẫn đến cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Cái người có cái cố gắng thì người ta sẽ là những cái người có cái thành quả nó tốt hơn những cái người mà không cố gắng. Cái người chăm chỉ kiểu gì họ cũng có những cái thứ mà cái người lười biếng không có. Bạn luôn phải nhớ một cái điều là như vậy. Trong cái thực tế nhé, bạn hãy nhớ là thế này này, trong cái thực tế nhiều người là những cái người thông minh ý, nhưng mà người ta là những người ta lười biếng ý. Người ta đều là những người không thành công được. Các bạn nhớ, nhiều người có cái tướng đẹp lắm, nhưng mà bắt đầu kiểu như là người ta có cái phúc, có được cái tướng đẹp, có cái hảo tướng, thế là đâm ra là họ nhiều khi họ ăn chơi, họ hưởng thụ, đúng không? Họ không giữ gìn. Mình nói về sao cái tướng họ xấu. Có những cái người tướng rất đẹp, nhưng mà tự mình tàn phá cái cơ thể, tàn phá cái bản thân, tàn phá cái tướng của mình. Rồi đến khi người ta thành cái người như kiểu người ta gọi là cái gì, thân tàn ma dại, tướng người ta xấu, và cái cuộc đời, cái vận mệnh người ta đi xuống. Các bạn cứ nhớ đấy. Thế nên ấy, cái chuyện mà tướng đẹp hay là tướng xấu như nào ấy, chúng ta đều có thể là chúng ta ấy, thay đổi dần dần, thay đổi từ từ là đều được hết. Có nhiều người ngày xưa mặt mũi đẹp lắm, cân đối da rẻ sắc diện, nhìn hồng hào đẹp đẽ thế này thế kia, nhưng mà sau qua một cái thời gian ngắn, họ chơi bời thế này thế kia, nhìn mặt mũi của họ tiêu điều hốc hác, da rẻ xám sạm sạm xịt, rồi mặt mũi mồm miếc nó lệch, mồm miếc nó méo trẹo hết cả lên, mọi thứ từ cái ánh mắt thế này thế kia nhìn nó, nói chung là cái tướng gần như nó khác hẳn luôn ấy. Đấy là những cái bạn ỷ và mình là cái người mà có cái tướng đẹp, ỷ mình mà là cái người mà có phúc. Nhưng mà cái phúc ấy ở đời, cái trò đời ấy, cái gì cái phúc nó nhiều thì nó tiêu ấy, nó tiêu thì nó hết thì nó lại hết phúc. Giống như kiểu là những cái người nghèo thì tu trí làm ăn chịu khó để mà giàu, để mà tiết kiệm, để mà giàu. Rồi là những cái người mà người ta giàu thì người ta lại chịu khó, người ta tiêu tiền, người ta mải chơi, người ta lại không còn được chăm chỉ như cái lúc đầu ấy, rồi người tiêu pha, rồi từ giàu lại trở thành nghèo, cái kiểu là như vậy. Thế nên cái người nào mà người ta biết được những cái nguyên lý, là kể cả là người ta có hay là không có, nhưng người ta giữ được ấy, giữ được cái kiểm soát, giữ được cái cân bằng trong cái cuộc sống, trong cái tính cách, thì người ta sẽ là những cái người luôn luôn, người ta sẽ ở một cái góc độ ấy, luôn hài lòng, luôn yên vui. Các bạn cái đấy, bạn cứ đấy. Thế nên các bạn làm cái tướng bạn chưa đẹp, bạn cũng đừng có bao giờ bạn lo. Bạn hãy nhớ, từ xưa đến giờ ấy, cái đức năng thắng số nó là cái việc luôn luôn có, luôn luôn tồn tại. Các bạn cứ yên tâm ở cái điều là như vậy. Mà nữa nha, chúng ta phải nhớ với nhau một cái điều là như này này. Chúng ta phải nhớ với nhau một cái điều là như này. Trong cuộc sống, bất cứ một cái gì, để mà có được một cái thành công gì, cái yếu tố ý chí nó là cái quan trọng cực kỳ luôn. Bạn muốn thành công, bạn phải có cái ý chí, bạn phải có cái mục tiêu, phải có cái ý chí nó mạnh mẽ. Bạn nhớ đấy, bạn làm cái gì bạn làm, cái ý chí bạn kém thì bạn đừng, cái ý chí bạn kém bạn không làm được cái gì đâu. Bạn phải là cái người có ý chí mạnh mẽ, bạn phải là cái người mà có quyết tâm, bạn phải là cái người mà kiên định. Bạn quyết tâm với cái mục tiêu của mình, mà bạn phải kiên định, bạn phải thực hiện bằng được. Đừng có nản, đừng có bỏ cuộc. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Cái điều đó rất quan trọng. Nếu mà cái quyết tâm mà nó không lớn, cái quyết tâm mà không cao, thì bạn sẽ không làm được cái gì. Bạn không làm được cái gì. Người ta có cái câu nói là cái gì nhỉ? Người ta nói cái
cái gì, cái quyết tâm mà lớn ý. Ví dụ là cái quyết tâm của bạn mà lớn mà bạn muốn đi lên ý, để bạn bạn đi lên tới cái vì sao ấy, thì cho dù là cái quyết tâm của bạn ấy nó chưa lên được cái vì sao thì bạn đã chạm vào những cái tầng mây rồi, đã chạm vào cái tầng mây rồi. Thế nên cái quan trọng con người ta phải có cái ý chí, phải có cái quyết tâm, phải có cái mục tiêu lớn. Bạn thấy là những cái người, người ta là những cái người mà người ta vất vả, người ta chật vật, người ta không thành công, bạn cứ để ý đi, họ là những người họ không bao giờ hỏi họ họ muốn cái gì. Họ bảo họ muốn giàu, thế làm thế nào để giàu, muốn làm cái gì để mà giàu, muốn làm cái gì để mà sướng, họ chả biết. Họ không, nghĩa là họ ở trong đầu của họ cái kiểu như là họ chỉ nghĩ đến cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái mục tiêu, cái ý chí, cái quyết tâm nó rõ ràng, cái vạch ra đường hướng từng bước nó là như thế nào thì họ không bao giờ họ biết, không bao giờ họ nói được. Không vạch ra, không đề ra, không thực hiện, không lên kế hoạch thì làm sao mà làm được. Thế những cái suy nghĩ đó, những cái ước mơ đó nó chỉ nằm lại ở trong đầu. Mà nằm ở trong đầu thì hôm nay hứng lên thì ý chí thì mạnh mẽ, ngày mai hết hứng cái là thôi. Cái ý chí, cái ước mơ ấy, chúng ta phải thực hiện, mỗi ngày một tí, thì nó mới mạnh mẽ, nó mới kiên trì, nó mới thế này thế kia được. Chứ còn mình nói, kể cả bây giờ mình nói các bạn nhé, bạn có ý chí đến mạnh đến như thế nào ấy nhá, mà bạn mà không thực hiện từng tí một ấy, ý chí bạn mạnh như nào, bạn quyết tâm như nào, nó chỉ trong một vài tiếng ấy, là tự dưng ý chí bạn nó nhụt đi. Bởi vì khi mà cái ý chí nó thúc đẩy bạn lên, nó mạnh mẽ, nó tốn rất nhiều năng lượng, cái cơ thể nó tiêu hao rất nhiều calo, rất nhiều năng lượng. Và khi cái năng lượng của bạn nó cạn đi rồi ấy, thì cái ý chí của bạn nó mất theo. Thế nên ý, bạn có ý chí rồi, ok, mạnh mẽ rồi, ok. Cái quan trọng ý, mỗi ngày phải từng bước, làm từ từ, có cái mục tiêu đấy. Cái ý chí của mình, cái mục tiêu của mình nó như thế nào ấy, mỗi ngày từ từ, làm một tí vào đó, tạo cái thói quen. Cái đó bạn không mất năng lượng, mà bạn sẽ dần dần, mình nói bạn cứ làm cái gì, bạn cứ làm bất cứ cái gì, bạn cứ từ từ làm ít một, càng ngày bạn sẽ càng ok lên, càng ngày bạn sẽ càng thành thục, bạn sẽ càng, nói chung là tiến bộ lên. Tất cả bạn hãy nhớ là thế này này, bạn hãy nhớ là tất cả những cái người thành công ý, người ta đều là những cái người, người ta luôn vậy đấy, người ta là những cái người, người ta luôn luôn bền bỉ với nhà, với cả những cái ý chí của người ta đấy, người ta luôn bền bỉ đấy, mỗi ngày người ta làm tí, nó thành cái thói quen của người ta rồi ý, thì nó không khó khăn đâu. Mọi thứ nó chỉ cái ban đầu thôi. Cái ban đầu chưa làm thì khó khăn, còn cứ vào làm ấy, vừa làm vừa rút ra kinh nghiệm, vừa thế này thế kia, vừa làm ấy, thì cái khó đến đâu chúng ta cũng làm được. Mọi người làm được, chúng ta làm được. Quan trọng là kiên trì, quan trọng là kiên nhẫn, quan trọng là không bỏ cuộc. Đấy, khi bạn nhá, mình nói là thế này này, khi bạn mà có ý chí rồi, bạn mà hiểu như là có cái quyết tâm rồi, có cái mục tiêu lớn rồi, thì cái quan trọng ở đây nữa là gì? Bạn phải là cái người mà kiểu như là bạn dám chấp nhận nhá. Bạn phải là những người mà khi mà bạn gặp cái chuyện gì mà nó thế này thế kia ấy, bạn vẫn phải dám chấp nhận, bạn tự tin. Gặp những cái chuyện mà rủi ro, gặp những cái chuyện mà nó không như ý, đúng không? Hay là người ta gọi là gặp những cái chướng ngại vật, gặp những cái người ta gọi là những cái va vấp, hay là những, nói chung là những cái bất như ý, những cái rủi ro ấy, bạn ok, bạn tự tin mà đối mặt, bạn tự tin mà đối diện, không ngại. Bởi vì trong cái, mình nói là thế này này, trong tất cả những cái mục tiêu, cái kế hoạch hay là cái hành động gì đi chăng nữa, chúng ta luôn phải nhìn ra những cái điểm mạnh này và những cái điểm chưa mạnh. Chúng ta nhìn cái màu hồng thì chúng ta phải nhìn cái màu đen, đúng không? Chúng ta nhìn những cái tích cực, chúng ta đôi khi chúng ta phải nhìn được cái tiêu cực. Phải biết cân đối nặng nhẹ để mà còn đi chứ, để mà lên cái kế hoạch cho nó dài lâu chứ. Thế bây giờ gặp cái thuận lợi thì đi, bon tiến. Thế bây giờ trở ngại tí quay đầu à? Chắc trở tí quay đầu à? Nó về gần đến đích rồi,
mà lại còn quay đầu, thì nghĩa là bạn là những người bạn chưa, nghĩa là bạn chưa chuẩn bị cho cái tư tưởng ấy, cho cái tinh thần của bạn ấy đối diện với cả những cái nghịch cảnh. Bạn nói chung bạn phải cái yếu tố nhá, bạn chấp nhận nhá, bạn phải tự tin nhá, bạn phải tự, nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng, một cái tâm thế sẵn sàng đối diện với cái khó khăn. Khó khăn nó lớn đến như thế nào, chấp nhận, đối diện, không sợ, phải vượt qua, đúng không? Khó khăn, trở ngại, chắc chờ, tất cả những cái gì là bạn vượt qua được hết, bạn đối diện, không vấn đề gì. Đấy, mình nói nhiều người có tài lắm, nhiều người thông minh lắm, nhiều người thế này thế kia, được việc lắm. Nhưng mà gặp một cái áp lực gì đó, gặp một cái trở ngại gì đó, thế này thế kia ấy, họ như cái kiểu là mất hết cái hồn, cái vía của họ, nó bay mất đi đâu ấy, cái ý chí nó đi đâu ấy, ngã một cái là không đứng dậy được, bị rớp, ngã cái là thôi, ngã là ngã luôn, nằm là nằm luôn, mất hết ý chí, mất hết cái khí phách, cái hồn của họ coi như là mất. Có nhiều người như vậy đấy, bạn nhớ đấy. Thế nên là ở đời bạn cứ thấy là thế này, là có những cái người mà kiểu như là người ta đổ vỡ trong cái chuyện hôn nhân, hay là đổ vỡ trong cái chuyện mà kiểu như là tình cảm, tình yêu thế này thế kia ấy. Rồi là người ta mất cái niềm tin, mất cái niềm tin vào cái người phụ nữ, thì mất niềm tin vào cái người đàn ông, còn đàn ông thì mất niềm tin vào cái người phụ nữ. Và họ gặp ai, họ không dám yêu ai nữa, không dám thế này thế kia nữa, mất niềm tin mà. Nhưng mà những cái người như vậy là những cái người ấy, mình nói đấy là những cái người thiệt thòi. Không, thất bại thì làm lại. Cái người này chưa tốt, nhưng mà cái người khác lại tốt. Cái cánh cửa này đóng đi, cánh cửa kia nó lại mở ra thì làm sao? Có phải ai giống ai đâu. Tại sao lại đánh đồng như thế? Tại sao lại vơ đũa cả nắm như vậy? Mà thất bại thì đứng dậy chứ. Thất bại thì hôm nay thất bại thì phải coi đó là cái bài học chứ, để mà rút kinh nghiệm, để mà đứng dậy chứ. Thế tại sao lại thất bại để ngã là ngã luôn? Nhiều người như vậy phí, nhiều người rất có tài, rất thông minh, thiếu mỗi cái bản lĩnh. Đấy, thế nên làm cái gì thì làm, các bạn cứ phải tính có được có mất, được thì như thế nào, và khi mà gặp mất thì là như là gặp những cái trở ngại, gặp cái khó khăn thì ứng biến như nào, là các bạn phải tính trong đầu và các bạn phải chấp nhận, đúng không? Phải chấp nhận chứ. Mà làm cái gì thì làm, đừng có kiểu như là đừng có mong cầu, hay đừng có cái gì nó tham quá, hay đừng có cái gì mà nó thế này thế kia quá, đừng có hy vọng quá, đừng có vội quá. Các bạn làm cái gì, các bạn cứ cái tâm thế, các bạn cứ bình tĩnh, các bạn làm cứ từ từ, cứ bình tĩnh. Cứ làm cái gì mà mình cảm nhận được là mình bỏ tâm bỏ huyết, nó thế này thế kia. Chứ đừng có nghĩ là làm cái gì là phải được ngay, là phải thế này thế kia. Đừng có tính toán, đừng có làm cái gì mà, nói chung làm cái gì bạn cứ làm bằng cái đam mê, bằng cái nhiệt huyết, bằng cái cho đi, bằng cái cống hiến. Bạn làm bất cứ cái gì, bạn làm kinh doanh thế, bạn làm nghệ thuật thế, bạn làm cái gì cũng vậy. Bạn phải xác định, bạn đặt cái lợi ích của người khác, đặt cái lợi ích của người khác nó lớn hơn cái lợi ích của bản thân, thì nó mới ok được. Chứ còn có những cái bạn nào bạn làm cái gì, bạn chỉ mong mong trong chóng để nó thành công nhanh, để nó thành công vội. Thế là bạn cứ vội vội vàng vàng, xong bắt đầu bạn lại... Bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình, những bạn làm như thế thì mình nói cái đầu, cái người mà kiểu như là cái tư duy, cái đầu mà kiểu như là nó không thoáng, không hy sinh, không cho đi, không cống hiến thế này thế kia, khó thành công lắm. Bạn có thành công hay cái gì trong cái việc làm của bạn, nó đều là có cái kiểu nó ngắn, nó chụp giật. Mà bạn chụp giật, cái thời buổi chụp giật là bạn khó thành công lắm.
rồi là làm cái gì, làm cái quan trọng là vẫn cứ phải làm thế, vẫn cứ phải là kiểu như là phải biết sắp xếp nhá, sắp xếp cái thời gian, sắp xếp cái sức khỏe, cái việc gì mình làm như thế nào, cái sức khỏe như nào, ăn ngủ nghỉ như thế nào, tập tành như thế nào, hay là bất cứ như nào, phải biết quản lý sắp xếp những cái thời gian. Ừ, chứ đừng có cái chuyện mà kiểu như là mình nói như cái quản lý thời gian, cái sắp xếp thời gian nó quan trọng lắm. Bạn đã nhiều khi bạn làm một cái gì ấy, mà bạn kiểu như là bạn hao tâm hao lực, bạn thế này thế kia quá ấy, thì đến lúc mình nói nha, hôm nay cái năng lượng của bạn bạn dồn hết vào cái này, ngày mai năng lượng bạn mất luôn ấy. Bạn nghĩ đấy là bạn sợ ấy. Thế nên cứ phải phải phân bổ ra, phải quản lý, phân bổ ra cho nó đều. Ừ, cái năng lượng vào, năng lượng ra nó phải hợp lý, tất cả mọi thứ nó phải hợp lý. Có nhiều bạn ấy, nhiều bạn thì làm cái gì thì hừng hực quyết tâm dồn đổ dồn rồi thế này thế kia, thì hôm sau bắt đầu kiểu như là nó không bền. Hôm nay bạn cứ nói chung bạn phân bổ cái nguồn lực, cái thời gian nó không hợp lý là bạn sẽ không duy trì được, bạn không bền được. Cái ý chí bạn cũng vậy, bạn ý chí bạn mạnh mẽ quá mà bạn không thế này thế kia, bạn cũng mất ý chí ngay. Mọi thứ phải biết phân bổ, đúng không? Phải biết quản lý, phải biết phân bổ chứ. Làm cái gì làm, bạn đi ăn đi chơi đi bời cũng vậy thôi, bạn chơi bời bạn liên hoan tiệc tùng thì cái cuộc vui nó cũng phải có lúc tàn, chẳng hạn là như vậy. Bạn lại là cái người mà cứ tăng một tăng hai rồi tăng ba, bạn đi nhiều khi bạn kiểu như là bạn chưa đủ ý. Thế bạn đôi khi bạn còn thâu đêm suốt sáng này nọ, thế cuối cùng hôm sau bạn nằm bẹp chỗ bạn ốm, ví dụ là như vậy, đúng không? Thế nên phải biết quản lý thời gian, phân bổ cái sức lực, cái năng lượng, mọi thứ làm sao mà cho hài hòa, cho nó hợp lý thì nó sẽ là một cái chặng đường nó bền nhất. Bạn đi bộ, bạn chạy bộ cũng vậy, cứ đi từ từ hay chạy từ từ, chạy chậm thì chạy được xa, cứ chạy nhanh là không chạy được xa đâu. Bạn mà chạy nhanh là bạn đảm bảo bạn không chạy được xa. Cứ từ tốn, hay là bạn làm bất cứ cái gì bạn cũng từ tốn, bạn cái tâm thái của bạn ấy nó đừng có vội, đừng có gấp, cái tâm thái của bạn ấy cứ nhẹ nhàng từ tốn, cái năng lượng của bạn ấy nó không mất đi. Ừ, bạn làm như vậy, bạn làm yêu đời, bạn làm từ tốn thong dong ấy, sẽ làm được lâu, sẽ làm được bền, sẽ không nản, không bỏ cuộc, sẽ thành công. Đấy thôi được rồi, đấy vừa rồi là một vài những cái thế này thế kia mình chia sẻ với các bạn một vài những cái kinh nghiệm của bản thân. Mình cảm nhận được cái gì nó tốt thì mình chia sẻ với quý vị cùng các bạn, nhất là những cái bạn nào mà kiểu như những cái bạn mà kiểu như là mới ra trường, những cái bạn trẻ, những bạn trẻ bạn cần phải có những cái cần có những cái đường hướng, hay là những cái mà cảm nhận về cái bản thân nó là như thế nào. Mà mình nói các bạn là như này này, cái gì thì cái thành công hay là không thành công hay là như nào ấy, chúng ta thành công không phải là để mà chúng ta mà so sánh, để mà chúng ta hơn thua với người này người kia, cái điều đó là cái điều không quan trọng, không cần thiết một tí nào. Cái thành công ở đây nó phải thành công của so với chính cái bản thân của mình ngày hôm qua ấy. Tốt hơn cái bản thân của mình ngày hôm qua mình chưa tốt, hôm nay mình tốt hơn, đấy là cái thành công lớn nhất. Chứ còn không phải là cái thành công ở đây mà để mà so với người này người kia, chả bao giờ so được nha, không bao giờ so được. Mỗi người đều có một cái thế mạnh, làm sao mà so sánh được, mà mỗi người đều có cái cảm giác, đều có cái cảm giác cái thành công, cái hạnh phúc nó khác nhau. Bạn là cái người ham ăn, người ta là cái người ta ham ngủ. Ừ, đối với người ta ngủ nó mới là hạnh phúc, đối với bạn phải là ăn, đúng không? Bạn là cái người thích đi chơi, người ta lại thích kiểu đọc sách cơ. Mọi thứ nó đều so sánh, nó đều không không thể so sánh được. Thành công cũng vậy, bạn cho bạn là cái người giỏi, bạn giỏi về cái gì, bạn giỏi về cái của bạn thôi, đấy là cái bạn cho thôi, còn người ta giỏi cái của người ta, đấy nhiều khi nó là vậy. Thế nên cái thành công hay là cái như thế nào ấy, chúng ta ấy là những người ấy, thôi chúng ta cứ làm cái gì mà để cho cái bản thân của chúng ta ấy, nó tốt hơn của cái ngày hôm nay, ngày mai phải tốt hơn nữa, luôn luôn chỉnh sửa, luôn cập nhật, đúng không? Luôn nâng cấp cái bản thân mình lên. Đấy là cái điều tốt nhất. Đấy là cái điều tốt nhất.
chứ đừng có sợ, nhất là đừng sợ nhất là cái người mà cứ trì trệ, cái người không chịu học tập, không chịu học hỏi, không chịu thay đổi bản thân, thế là cái thời gian nó cứ trôi đi, cứ trôi đi, và cái cuộc đời không làm được một cái gì, cuộc đời sống trong cái thất bại, sống trong cái thiếu thốn, sống trong cái đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đời mà mình là những cái người mình không có giá trị, đương nhiên là mình sẽ là cái người bị người khác, người ta thiếu thiếu cái tôn trọng rồi, muốn nói gì thì nói. Cái thực tế, bạn cứ nhìn vào cái thực tế, bạn là cái người mà đi ra ngoài bạn không mang lại lợi ích gì cho người khác, không có cái giá trị gì, thì mình hỏi các bạn ai tôn trọng các bạn, đúng không? Đấy là cái thực tế đấy. Mà sống ý, mà không được tôn trọng ý, thì bạn làm gì nó cũng khó, bạn nói không ai nghe, bạn làm gì cũng khó, người ta không tôn trọng thì người ta không ủng hộ, người ta không quý mến, thì rõ ràng là bạn là những người người ta không có được những cái cơ hội tốt đẹp, đúng không? Thế nên phải học, phải nâng cấp, phải tự học hỏi, tự chỉnh sửa lấy bản thân, và tự cho là những cái gì mình không được lười, phải nạp kiến thức hàng ngày, phải nạp kiến thức mỗi ngày, ngày nào cũng thế, đừng bao giờ là để một cái ngày nó trôi qua mà mình không học tập được cái gì, mình không học hỏi được cái gì, đừng bao giờ. Cái điều đó là cái điều rất nguy hiểm, đừng bao giờ để cái bộ não của mình ý, cái bộ não của mình nó không hoạt động, đừng bao giờ. Đấy, thôi được rồi. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.